Yo và xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Tinh Tang. Và đây là video review đôi Air Jordan 4 với phối màu là Military Blue. Alright, let's go. Đầu tiên thì mình sẽ nói sơ qua về thông tin của đôi giày này. Đôi giày này đáng ra sẽ được release vào ngày 4 tháng 5 năm 2024. Tuy nhiên là mình đã cop được và đợt nó soft drop vào ngày 11 tháng 4 năm 2024 với mức giá retail là $215. Và từ trước tới giờ thì đôi giày này nó đã được retro 4 lần, tính luôn cái lần original release của nó. Thì chúng ta có năm 2006, năm 2012 và gần đây nhất chính là đôi giày này năm 2024. Ở đây thì mình có chiếc hộp của đôi Air Jordan 4 với phối màu là Military Blue. Thì chiếc hộp này nó rất là bình thường, rất là giống với lại những chiếc hộp của những đôi Air Jordan 4 khác. Chúng ta có một cái logo Jumpman màu đỏ ở đây, chữ Fly, cái nắp hộp màu đen. Và ở phần dưới hộp có họa tiết kiểu cement với lại màu xám. Ok. Và đây nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đôi Air Jordan 4 với phối màu là Military Blue. Ban đầu á, mình không có định review cái đôi giày này, bởi vì mình không nghĩ là đôi giày này nó có quá nhiều điểm khác biệt so với lại những đôi Jordan được release dạo gần đây. Mình nghĩ là đôi giày này nó cũng sẽ được làm với lại một cái concept nó hơi heo heo đối với đôi Air Jordan 4 collab với lại Nike SB. Nhưng mà không, nó có khá là nhiều điểm kiểu hơi hơi tương đồng nhưng mà thật sự là không giống. Và đây là một đôi giày rất là thú vị. Bây giờ thì mình sẽ nói sơ qua về chi tiết của cái đôi giày này. Cái đôi giày này nó được kèm theo một cái tag màu cam như thế này. Tuy nhiên là cái chi tiết á, cái dây gút này, cái dây zip này á, nó không phải là một cái dây kim loại nữa mà nó là một cái dây zip rất là bình thường, một cái thai rất là bình thường. Thì mình cảm thấy là cái vibe của cái đôi giày này nó hơi kiểu giống như là OG. Phần heel vẫn là logo Nike với lại dấu swoosh. Ở phần thân thì chúng ta vẫn sẽ có logo Jumpman ở đây. Và đôi giày này nó cũng sở hữu những cái chi tiết mình rất là thích. Mình nghĩ là Jordan với lại Nike bắt đầu lắng nghe những cái người may nhiều hơn. Khi mà cái phần heel tab ở cái phần heel á, nó vẫn rất là mềm. Tuy nhiên là nó không có bị cái cảm giác quá là mềm, quá là kiểu cao su giống như là cái đôi Nike SB4. Cái phần wings ở đây cũng vậy. Yeah, cũng rất là mềm nhưng mà cũng không có bị quá cao su. Và cái form của cái đôi giày này á, nó mang cho mình một cái vibe, một cái cut nhìn nó OG hơn, nhìn nó không còn hiện đại lắm nữa. Bởi vì mình không biết các bạn có thấy được cái điểm khác biệt không, nhưng mà thật sự mình cầm ở ngoài á, mình cầm trên tay cái đôi giày này, mình thấy là cái form của nó khác rất là nhiều so với lại những cái đôi release dạo gần đây. Even là cái đôi Bread Reimagine luôn. Mặc dù là Reimagine nhưng mà cái form của cái đôi giày đó mình cảm thấy là nó hơi hiện đại. Tuy nhiên đây là một cái đôi mà mình cảm thấy nó form nó gần với lại cái đôi OG nhất. Cái màu trắng ở trên cái đôi giày này nó cũng không phải là trắng tinh. Nó kiểu giống như là nó hơi HA, hơi ngà một chút xíu. Cái phần mà da suede á, ở ngay mũi này nè, nó có phần kiểu to hơn và dài hơn so với lại những đôi giày khác. Phần outsole, phần đế thì chúng ta vẫn có những cái phối màu, những cái chi tiết màu xanh ở đây. Và phần midsole thì chúng ta vẫn sẽ có những cái chi tiết màu xanh, military blue. Ở ngay cái phần thân ở phía trong thì chúng ta có một cái tag Air Jordan ở đây. Thì mình đọc được là hồi xưa người ta có một cái style mang những cái đôi Air Jordan 4 nhưng mà người ta bẻ cái tag ra như thế này. Thì mình kiểu là một kiểu new school sneaker head thì mình chưa bao giờ biết về cái chuyện đó. Khi mà mình thấy cái đôi Air Jordan 4 Union á thì mình nghĩ đó là một cái kiểu, một cái style mới, nhưng mà thật sự là người ta, những cái người mà người ta mang hồi xưa, người ta đã bẻ cái thân nó ra ngoài để cho người khác thấy được cái chữ Air Jordan. Và thật sự nha, cái đôi giày này nó cho mình một cái cảm giác rất là thú vị. Khi mà ban đầu mình expect nó sẽ rất là giống đối với những đôi được release giống như là cái đôi Bread Reimagine về chất liệu, về form dáng cũng như là về những cái chi tiết. Tuy nhiên là không, cái đôi giày này nó cho mình một cái vibe nó OG hơn, nó hoài niệm hơn. Cái chất liệu của nó cũng không giống. Chất liệu của nó kiểu giống như là nó da hơn là cái phần kiểu giống như là Tumble Leather ở trên cái đôi Bread Reimagine. Và cái da của nó cũng không có quá mềm giống như là đôi SB4. Mình nghĩ là cái đôi giày này nó rất là đáng để mua. Ban đầu thì mình còn nghĩ là cái đôi giày này nó sẽ cùng chất liệu đối với cái đôi Military Black. Nhưng mà không, cái đôi Military Black
nó không có giống chất liệu đối với cái đôi giày này. Nếu mà có một đôi Jordan 4 mà gần với lại cái chất liệu này nhất thì mình sẽ lựa cái đôi Wiseman được release vào năm 2016. Thì đó là cái đôi giày mình cảm thấy là cái chất liệu của nó gần nhất đối với cái đôi giày này. Và thật sự là mình ban đầu mình không có định review cái đôi giày này, nhưng mà khi mà mình cầm trên tay mình cảm thấy là nó rất là thú vị, nó rất là đáng để kiểu như là cho lên video, cho nên là mình mới review. Không biết là cái video này nó có chỉnh chu hay không, nhưng mà đây là tất cả những điều các bạn cần biết trước khi mà quyết định mua cái đôi Air Jordan 4 Military Blue này. Với lại vào năm 2024 này thì đôi giày này nó đã bị đổi tên thành Industrial Blue, nhưng mà mình không nghĩ là có ai gọi cái đôi này là Industrial Blue hết, người ta sẽ gọi nó là Military Blue. Thì mình nghĩ đây là một đôi giày rất là đáng để sở hữu trong collection, bởi vì cái cut của nó cũng như là cái phối màu của nó rất là đẹp. Và giá resale của đôi giày này ở thời điểm hiện tại là cái khoảng thời gian tầm 3 tuần trước khi mà cái đợt original release của nó, thì mức giá của nó đang tầm cỡ 280-300 đô la Mỹ. Thì mình nghĩ nếu mà bán được ở trong cái khoảng này thì các bạn nên bán, bởi vì mình nghe phong phanh thông tin đâu đó là cái đôi giày này nó có tận 1 triệu đôi sẽ được release trên toàn thế giới. Nhưng mà đó chỉ là một cái thông tin nó rumor mà thôi, nó không có chắc chắn. Nhưng mà nếu mà thông tin nó thành sự thật thì các bạn nên bán nhanh lên, bởi vì nó maybe sẽ bị xuống giá rất là nhiều. Và đây chỉ là một cái video nhanh mình review đôi Air Jordan 4 Military Blue này thôi. Thì ban đầu mình không có định review, mình có nói hồi nãy rồi, nhưng mà mình cảm thấy đôi giày này rất là thú vị. Cho nên là nếu mà các bạn thích, nhớ để lại cho mình một like, một share, một subscribe. Và nhớ là comment những cái ý kiến phía bên dưới để mình cải thiện những cái video của mình nhiều hơn. Và xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Peace out.